Yeah, đơn hàng gửi cho khách này. Mã phận đơn 8FH E97UI1. Mã đơn hàng đây 2008033. Thông tin của khách, số thoại khách hàng này. Đây là số tiền phải thu. Đây là vỏ hộp của sản phẩm nồi cơm điện tách đường Nagagawa shop lot nhé. Đây là nồi cơm tách đường gửi cho khách hàng. À, phía mặt trước hình thức ok, mới đét luôn. Phía mặt trên, đây là phía dưới. Và cái nồi này nó có số seri là 03810. Đây, số seri 03810. Mỗi một cái nồi thì sẽ có một số seri. Và số seri bên mình gửi cho khách hàng này là 03810. Đây nha, hình thức ngon lành cành đào, không móp méo gì, không vỡ gì. Đây là bên trong, bên trong mâm nhiệt đây, mới đét đen nhức luôn. Hình thức ok này. Đây là cái lõi nồi, mới đét không móp méo gì. Đây sẽ đóng vào trong nồi, phủ cái giấy đây. Vâng, chào tí ơi, xong bàn cơm xong. Đây nha, ở đây đây. Kèm theo thì có phiếu hành của Naga, hướng dẫn sử dụng. Đây là túi có hai cái muôi với một cái dây nguồn. Đây là cái khay tách đường, lưu ý là cái khay này gửi cho khách hàng là có hai cái tai này, vẫn còn nguyên này, nguyên đai nguyên kiện luôn, hai tai này. Và cái này là cái chính hãng của Naga, nó sẽ có cái logo của Naga và thể hiện con này là inox 304, inox tốt. Đây, mới đét luôn nhé. Hàng gửi cho khách là mới đét, không móp méo bất kể cái chi tiết phụ kiện nào. Này lại cho ni lông vào đây, đóng lại này, xem lại hình thức này. Ok nhé. Đây, không vỡ gì luôn. Đây là sẽ tiến hành cho vào cái hộp này. Một số xe ly nhé. Bọc ni lông, cho một cái xốp nữa. Đấy, xốp trên xốp dưới, đóng vào. À, sẽ dán băng dính niêm phong. Phía đáy đấy. Thêm cái ni lông này nữa để cho mưa đỡ bị ướt vào hộp. Thì bên mình sẽ dán cái tem gửi đi. Đây, mã vận đơn này, đơn hàng này, thông tin khách này, số thoại của khách, số tiền khách thu này. Và đây là cái tên sản phẩm nồi cơm điện tách đường. Dán lên chốc này.